Nam diễn viên Hugh Jackman vào vai Wolverine thành công đến mức người hâm mộ đã luôn tiếc nuối về việc anh rời khỏi loạt phim sau gần 2 thập kỷ gắn bó. Từ những ngày đầu tiên, hình ảnh chàng sói cũng như các X-Men đã gắn liền với tâm trí của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Bộ phim đầu tiên về biệt đội dị nhân đã định nghĩa lại dòng phim siêu anh hùng thời điểm đó và tiếp tục tồn tại đến tận năm 2019. Và với việc Disney đã mua lại Fox, cuộc hành trình của những dị nhân xưa cũ vốn quen thuộc với khán giả chắc chắn sẽ phải dừng lại mãi mãi, nhường chỗ cho việc tái khởi động thương hiệu của Disney. Và vì lý do đó mà hôm nay, chúng mình sẽ cùng các bạn ôn lại toàn bộ tuốt tuần tuột những gì đã xảy ra trong vũ trụ dị nhân này. Chào mừng các bạn đã đến với Where to Where Movie. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Let's go! Câu hỏi đầu tiên mà chúng mình muốn giải đáp cho các bạn chính là xem X-Men thế nào cho đúng và có thể dễ hiểu nhất. Chúng mình sẽ phân chia ra hai cách để xem. Đó là dựa vào dòng thời gian trong phim và thời điểm ra mắt ngoài rạp. Thế nhưng cũng cần phải giải thích, dòng thời gian của X-Men được phân làm hai nhánh. Lấy điểm mốc là năm 1973, nơi những sự kiện trong phim X-Men Days of Future Past diễn ra. Dòng thời gian gốc bao gồm những phim sau. 8.000 năm trước công nguyên, Ensa Benur hay Apocalypse được sinh ra và là dị nhân đầu tiên trên trái đất. Trong hàng nghìn năm tiếp theo, ông chinh phục vô số các nền văn minh khác nhau và được tôn thờ như một vị thần. Ông cũng là người xây dựng nền những kim tự tháp Ai Cập. 3.600 năm trước công nguyên, Apocalypse bị phản bội và chôn sống bởi những người tôn thờ mình. 1.000 năm trước công nguyên, thực thể Phoenix Fox phá hủy thành tinh Debari. Những người còn sống sót theo dấu nó khắp vũ trụ để truy lùng nguồn sức mạnh này. Năm 1832, James Howlett, The Wolverine chào đời. Năm 1845, người trông coi khu đất của nhà Howlett là Thomas Logan đã giết cha của James. Lúc này, James đã bộc lộ ra sức mạnh đột biến của mình và giết Thomas, chỉ để biết rằng ông ta là cha ruột của mình. James và người anh trai Victor bỏ trốn khỏi ngôi nhà và gia đình để chạy trốn. Năm 1861 đến năm 1865, James Howlett và Victor Creed chiến đấu cho Liên bang miền Bắc trong một cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Năm 1914 đến năm 1918, James Howlett và Victor Creed tiếp tục chiến đấu trong Thế chiến thứ nhất. Năm 1930, Eric Lancher ra đời. Năm 1932, Charles Xavier chào đời. Năm 1934, Raven Darkholm ra đời. Năm 1940, Hank McCoy chào đời. Năm 1941, khả năng đột biến của Charles Xavier bắt đầu bộc lộ. Năm 1944, sức mạnh của Eric Lancher bắt đầu bộc lộ tại Auschwitz và trở thành vật thí nghiệm cho Sebastian Shaw. Cặp đôi James và Victor phục vụ trong sư đoàn bộ binh 29, tham gia vào cuộc đổ bộ lớn nhất lịch sử Normandy trong Thế chiến thứ hai. Charles Xavier và Raven Darkholm gặp nhau trong biệt thự của Xavier. Raven sớm được nhận làm em gái nuôi của Charles. Năm 1945, Logan được luân chuyển đến Nhật Bản và bị đưa vào trại tù binh. Đúng lúc quả bom hạt nhân được thả xuống Nagasaki, anh cứu mạng một sĩ quan Nhật Bản tên là Ichiro Yashida. Năm 1950, Sebastian Shaw mở câu lạc bộ Hellfire, một cơ sở đánh bạc để làm bình phong cho các hoạt động tối cao của người đột biến. Năm 1956, Eric Lancher có một mối tình ngắn ngủi với Miss Maximoff dẫn đến sự ra đời của Peter và Wanda. Tuy nhiên, Eric đã bỏ rơi khi chúng được sinh ra mà không biết về sự tồn tại của chúng. Năm 1959, William Stryker bắt đầu công việc nghiên cứu người đột biến. Những năm 1960, Magneto đi khắp thế giới để trả thù Đức Quốc xã, đặc biệt là kẻ đã giết mẹ anh. Năm 1962 cũng là năm mà những sự kiện chính trong X-Men First Class xảy ra. Cuộc điều tra của Moira MacTaggert trong câu lạc bộ Hellfire khiến cô đã khám phá ra sự tồn tại của những người đột biến. Moira tiếp cận Charles Xavier để được giúp đỡ. Xavier và Eric sau đó tập hợp một đội dị nhân để ngăn chặn Sebastian Shaw, người muốn kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô. Xavier và Eric cố gắng chiêu mộ Logan vào đội nhưng không thành công. Các X-Men đã có cuộc giao tranh với các thành viên của Hellfire và ngăn chặn kế hoạch khởi động chiến tranh hạt nhân thành công. Sebastian Shaw bị giết bởi Eric, thế nhưng do bất đồng quan điểm, sự tranh cãi giữa Xavier và Eric đã dẫn đến việc Xavier không may bị bắn vào cuộc sống và dẫn đến tê liệt. Eric rời đi với cái tên Magneto, thành lập biệt đội đột biến của riêng mình để khiến toàn bộ nhân loại diệt vong. Năm 1963, Tổng thống John F. Kennedy đến Dallas, Texas trong một chiến dịch gây quỹ cho cuộc bầu cử thì bị ám sát. Magneto bị đổ lỗi cho ám sát Tổng thống John F. Kennedy dù ông khẳng định mình vô tội. Năm 1964, Storm được sinh ra. Năm 1965, Charles Xavier thành lập ngôi trường dành cho thanh thiếu niên đột biến với cái tên X-Mansion. Năm 1966, Scott Summers
Jubilation Lee và Kirk Warner ra đời. Năm 1965, Bolivar Trust thành lập Trust Industry. Trust Industry cách mạng hóa thế giới chân tay giả thông qua các chi nhân tạo được tạo ra từ DNA của con người. Cũng trong năm đó, Jean Grey ra đời. Năm 1970, hầu hết các học sinh và giáo viên tại trường Xavier đều đã được gọi nhập ngũ trong chiến tranh Việt Nam. Charles từ đó rơi vào tình trạng trầm cảm, trở nên nghiện một loại thuốc do Hành thiết kế để anh có thể đi lại. Nhưng bù lại, nó hạn chế sức mạnh của anh. Cả trường học rơi vào cảnh hoang tàn. Năm 1973, James và Victor chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam. Trong một nhiệm vụ, Victor nổi khùng lên và Logan đã đứng lên bảo vệ anh trai. Kết quả là cả hai đều bị xử bắn. Họ sống sót nhờ vào khả năng tự hồi phục của bản thân và được giới thiệu vào đơn vị đột biến của đại tá William Stryker. Logan sau đó thì không đồng tình với cách làm việc của nhóm nên đã bỏ đi trong một nhiệm vụ ở Nigeria. Cùng lúc này, Mystic ám sát Bolivar Trust ở Paris. Điều này khiến chính phủ tin vào dự án Sentinel của ông. Dự án ngay lập tức được cấp phép và lan rộng ra toàn cầu. DNA của Mystic được lấy và sử dụng để phát triển khả năng thay đổi hình dạng trong của các robot Sentinel chuyên săn dị nhân sau này. Năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh Việt Nam kết thúc. Giáo sư X xuất hiện trong Washington DC trong một phiên họp kín để kêu gọi quyền tự do cho dị nhân. Năm 1977, Pietro Maximoff phá kỷ lục thế giới trong môn điền kinh nhưng lại gây ra một vụ bê bối lịch sử khi bị phát hiện là dị nhân. Năm 1978, đại tá William Stryker gửi con trai là Jason của mình đến trường của Xavier. Nhưng khi biết rằng Xavier đang khuyến khích việc con trai sử dụng sức mạnh, ông tức giận và ra lệnh rút con mình ra khỏi đó. Jason từ đây ngày càng oán trách cha mẹ hơn và gieo rắc những ám ảnh kinh hoàng vào đầu họ, gián tiếp gây nên cái chết của mẹ mình. Stryker gửi con trai riêng đến cơ sở Streamy Island của mình sau cái chết của vợ. Năm 1979, nơi những sự kiện ở X-Men Origin, Wolverine, Victor hay giờ là Sabretooth bắt đầu săn lùng và giết các thành viên của đội X cũ của Stryker. Anh cũng giết người yêu của Logan. Logan trên hành trình báo thù đã đồng ý để đại tá Stryker tiêm vào cơ thể mình hợp chất Adamantium, khiến bản thân anh trở nên bất khả xâm phạm. Wolverine kết thúc với việc chiến đấu với anh trai của mình tại một cơ sở bí mật và cuối cùng cả hai hợp lực để chống lại Deadpool. Kết thúc chuỗi sự kiện này, Logan sau khi kết liễu được Deadpool thì mất hoàn toàn trí nhớ do bị William Stryker cho ăn đạn giữa trán. Cyclops, Emma Silverfox và một nhóm trẻ em dị nhân khác đã được Wolverine giải cứu. Họ được chào đón bởi Charles Xavier và được đưa đến trường của ông. Năm 2001, chính phủ Hoa Kỳ thành lập trung tâm giam giữ dị nhân Vịnh Guantanamo có tên trại X-Ray. Năm 2003, các sự kiện trong X-Men và X-Men United xảy ra. Trong thời điểm này, cả dị nhân và con người đều sợ hãi lẫn nhau. Các nhà lãnh đạo khắp thế giới chuẩn bị tập trung cho một hội nghị thượng đỉnh ở New York thảo luận về vấn đề người đột biến. Magneto quyết định sử dụng một dị nhân tên Rogue làm chìa khóa để đột biến tất cả bọn họ. Rogue lúc này tình cờ gặp một Logan mất trí nhớ và cả hai sau khi nhận được sự giúp đỡ của Storm và Cyclops trở về ngôi trường thành công. Với sự giúp đỡ của Logan, các X-Men thiết lập kế hoạch và phá vỡ ý định đen tối của Magneto. Magneto sau đó bị quản thúc trong một nhà tù được làm hoàn toàn bằng nhựa. Logan Arkhar the Wolverine thì rời đi, cố gắng khôi phục những mảng ký ức vụn vỡ của mình. X-2, X-Men United bắt đầu sau thất bại của Magneto trong X-Men. Một kẻ dịch chuyển đột biến tên là Nightcrawler đã quậy phá phòng bầu dục của Tổng thống vốn được bảo vệ nghiêm ngặt. Điều này vô tình gây ra một cuộc tấn công quân sự nhắm vào ngôi trường của giáo sư Xavier với mục đích tiêu diệt tất cả những người đột biến. Đại tá William Stryker đã bắt cóc giáo sư X cùng con trai Jason của mình khống chế ông, với hy vọng sử dụng bộ não của ông kết hợp với một thiết bị phát hiện đột biến có tên Cerebro để tìm kiếm và tiêu diệt tất cả dị nhân. Với việc tính mạng của giáo sư X và toàn bộ dị nhân đang gặp nguy hiểm, những X-Men còn lại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp sức với Magneto để chiến đấu. Họ cuối cùng cũng đã thành công ngăn chặn cha con Stryker, nhưng cái giá phải trả là sự hy sinh của Jean Grey. Năm 2006, các sự kiện trong X-Men The Last Stand diễn ra. Hiện tại, các X-Men đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi mất đi người đồng đội và người bạn yêu quý của họ, Jean Grey. Đồng thời, Worthington Labs thông báo rằng họ đã phát triển một phương pháp ngăn chặn Gen X ở những người đột biến, giúp loại bỏ sức mạnh của họ một cách hiệu quả. Cyclops, trong khi quay trở lại hồ, đã phát hiện ra Jean Grey vẫn còn sống. Khi hai người hôn nhau, Jean giết Cyclops. Khi Jean được đưa về dinh thự, tất cả đều phát hiện ra giờ cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và nắm trong mình sức mạnh kinh hoàng. Sau khi giết chết giáo sư X, Jean chọn theo phe Magneto. Trong cuộc chiến cuối cùng trên đảo Alcatraz, Jean Grey đã khai phá ra sức mạnh tối thượng
và suýt nữa giết toàn bộ nhân loại. Điều này khiến Wolverine không còn cách nào khác ngoài tự tay giết chết người mình yêu. Các dị nhân cuối cùng cũng được chấp nhận và Beast được bổ nhiệm làm đại sứ tại Mỹ. Năm 2009, Trust Industries phát triển chiếc vòng gây ức chế sức mạnh đột biến. Họ cũng sở hữu trường học của Xavier. Năm 2010, Trust Industries chiếm giữ ngôi trường X-Mansion. Năm 2011, dị nhân Angel bị giết bởi Sentinel trong cuộc tấn công vào ngôi trường X-Mansion. Năm 2012, Blink đưa 30 dị nhân ra khỏi nhà tù của Trust, khởi đầu phong trào kháng chiến. Năm 2013, nơi những sự kiện của The Wolverine diễn ra, Wolverine sau khi giết người tình của mình thì lui về ở ẩn trong rừng và được phát hiện bởi Yukio, một dị nhân với sức mạnh có thể thấy trước cái chết của bất kỳ ai. Cô yêu cầu Wolverine đi cùng cô đến Nhật Bản để gặp Ichiro Yashida, giám đốc điều hành của Yashida Industries, người mà Wolverine đã cứu trong vụ đánh bom nguyên tử Nagasaki nhiều năm về trước. Thế nhưng, sự thật thì Ichiro chỉ muốn chiếm đoạt sức mạnh của Wolverine và thậm chí còn làm giả cái chết của mình để tấn công anh. Wolverine cuối cùng cũng đã phải kết liễu người mà mình từng cứu sống. Cuối trận chiến, anh cũng mất đi bộ bằng vuốt Adamantium. Năm 2015, Trust Industries đang ngày càng nâng cao chỗ đứng của mình. Magneto và giáo sư X đã phải tìm gặp Wolverine tại một sân bay và yêu cầu anh giúp đỡ trong việc bảo vệ những người đột biến khỏi một mối đe dọa diệt chủng. Năm 2018, Bishop, một cựu tù nhân của trại X-Ray, đã thành lập tổ chức kháng chiến Free Mutant để chống lại các Sentinel. Năm 2023, tương lai là một viễn cảnh kinh dị hậu tận thế huyền, nơi hầu hết các dị nhân sống sót đã bị nhốt trong các trại tù, nơi họ bị tra tấn và thử nghiệm. Trong một nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn cuộc chiến tranh với các Sentinel, Kitty Pryde đã gửi ký ức của Wolverine trở lại thời điểm năm 1973 để ngăn chặn Mystic giết Bolivia Trust. Logan thành công trong việc ngăn chặn vụ ám sát Trust vào năm 1973 và gián tiếp thay đổi lịch sử, xóa sạch dòng thời gian gốc khỏi sự tồn tại. Tất cả các sự kiện bị đặt lại từ thời điểm năm 1973. X-Men Days of Future Past chứng kiến X-Men viết lại lịch sử thành công bằng cách ngăn chặn vụ ám sát Bolivar Trust. Họ đã tạo ra một dòng thời gian hoàn toàn mới, một dòng thời gian mà các bộ phim hiện tại vẫn tiếp tục. Dòng thời gian này bao gồm X-Men First Class, các phân đoạn từ năm 1973 của X-Men Days of Future Past, cũng như X-Men Apocalypse và Dark Phoenix. Dòng thời gian đó như sau. Năm 1973, Wolverine từ tương lai thức tỉnh trong cơ thể trẻ hơn của mình. Tại đây, anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Charles Xavier và Magneto hồi trẻ để ngăn chặn Mystic ám sát Bolivar Trust. Các X-Men ngăn cản Mystic giết Bolivar Trust ở Paris. Tuy nhiên, Eric cuối cùng chọn cách quay lưng lại với cả nhóm. Trust Industries lúc này tiếp tục công bố chương trình Sentinels. Wolverine và Hank chiến đấu với Eric và một Sentinel. Trong khi bản thân Charles cố gắng thuyết phục Mystic tha cho Bolivar Trust, kết quả là Mystic đã chế ngự thành công cơn nóng giận, cứu Tổng thống khỏi Magneto và trở thành một anh hùng. Chương trình Sentinel cũng bị Tổng thống hủy bỏ hoàn toàn. Bolivar Trust theo đó cũng bị bắt vì bán bí mật quân sự. Logan sau đó bị bắt đi bởi Mystic trong khi đóng giả là Stryker. Năm 1973, Charles Xavier và Hank McCoy mở lại ngôi trường dành cho dị nhân, một thế hệ giáo viên và học sinh mới được chào đón. Năm 1975, ngày 30 tháng 4 1975, ở bất kỳ dòng thời gian nào thì đây cũng là ngày giải phóng miền Nam, là sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam, đưa nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Cũng trong thời điểm này, Wade Wilson được sinh ra. Năm 8 tuổi, Jean Grey vô tình mất kiểm soát khả năng của mình và gây ra một vụ tai nạn xe hơi, giết chết cha mẹ cô. Giáo sư S tìm thấy Jean và đưa cô đến trường của mình, hứa cho cô một ngôi nhà an toàn và một gia đình mới. Tuy nhiên, anh cũng ngăn chặn ký ức để hạn chế sức mạnh của cô. Trên thực tế, cha của Jean đã sống sót và cố tình bỏ rơi Jean vì sợ hãi và căm ghét. Sau đó giao cô cho Charles. Năm 1976, Eric Lancher gặp Magda Gursky và tái hôn. Năm 1979, Adamantium tương tự cũng được tiêm vào hệ thống xương của Logan vào cùng thời điểm. Cùng lúc này, Wade sử dụng thiết bị du hành thời gian của Cable để du hành ngược thời gian trở lại nơi để giết Ripley 11 trước khi chiến đấu với Wolverine. Năm 1983, thời điểm xảy ra sự kiện X-Men Apocalypse, cuộc sống gia đình của Monitor kết thúc trong bi kịch khi vợ và con của anh bị giết. Apocalypse lúc này vô tình được Moira MacTaggert đánh thức và đi khắp thế giới để tìm kiếm bốn kỵ sĩ của mình, bao gồm Magneto, Storm, Archangel và Psylocke. Họ tấn công ngôi trường và kết quả là Charlotte bị bắt. Quicksilver đã phải cứu tất cả học sinh khi trường học bị nổ tung. Những người lính dưới sự chỉ huy của William Stryker lợi dụng cuộc khủng hoảng để bắt một số X-Men của trường X-Mansion đi.
trong khi cố gắng thoát ra khỏi cơ sở Weapon X, Jean Grey và Cyclops vô tình giải thoát Logan đang bị giam cầm trong một cái cũi. Trước khi Logan rời đi, Jean đã khôi phục lại một phần ký ức của anh. Sau khi trốn thoát, cả nhóm chiến đấu và đánh bại Apocalypse và 4 kỵ sĩ của hắn ở Ai Cập nhờ sự thức tỉnh năng lượng phượng hoàng của Jean Grey. Magneto cũng biết được rằng Quicksilver là đứa con trai thất lạc của mình năm nào. Năm 1992, thời điểm xảy ra sự kiện Dark Phoenix, các X-Men giờ đây đã được chấp nhận bởi những người từng sợ hãi họ. Vấn đề hiện tại là những rào chắn mà Xavier đặt vào tâm trí Jean để giúp cô kiểm chế sức mạnh hồi bé giờ đã phản tác dụng và khiến cô hứng chịu cơn thịnh nộ suốt 17 năm qua. Mystic vô tình bị giết hại vì điều này. Tức giận vì người tình của mình bị giết, Beast đã lên kế hoạch cùng Magneto giết chết Jean Grey. Jean sau khi nắm được quyền kiểm soát của mình đã gặp được Vuk, một người ngoài hành tinh và biết được sức mạnh của Phoenix. Trong cô là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của hành tinh Debris và vì nhận ra Vuk chỉ lợi dụng sức mạnh này để chinh phục trái đất. Jean đưa Vuk ra ngoài không gian, chiếm lại sức mạnh vũ trụ mà Vuk đã rút khỏi cô trước đó và bị mất dưới hình dạng con phượng hoàng lửa. Năm 2014, lính đánh thuê Grant Wilson gặp Vanessa Carlyle và cả hai bắt đầu mối quan hệ lãng mạn. Năm 2015, Grant Wilson và Vanessa Carlyle đính hôn. Grant phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và đồng ý tham gia vào một liệu pháp chữa bệnh của Ajax. Bệnh thì hết, nhưng đổi lại, cơ thể và khuôn mặt bị biến dạng nặng nề. Anh tức giận truy tìm Ajax với mong muốn đảo ngược quá trình. Năm 2016, các sự kiện trong Deadpool xảy ra. Deadpool, với sự giúp đỡ của Colossus và Ellie, đã đánh bại Ajax và các trợ thủ của hắn trên bãi phế liệu. Anh cuối cùng đã có thể đoàn tụ với Vanessa. Năm 2017, Wes Wilson giờ đã trở thành một lính đánh thuê và đã gây chuyện với rất nhiều người. Năm 2018, xảy ra các sự kiện trong Deadpool 2, Vanessa Carlyle bị bọn côn đồ giết chết. Wes Wilson đã cố gắng tự sát, nhưng không thành. Lúc này, sát thủ Cable đã đến từ tương lai để săn lùng Russell Collins vì cậu bé trong tương lai sẽ trở thành Pfeiffer và giết chết vợ con của anh. Wes sau khi tiếp xúc với Russell thì nhận ra cậu hoàn toàn là người tốt và cố gắng thuyết phục Cable tha mạng cho cậu. Deadpool sau nhiều lần nỗ lực cuối cùng cũng không thể thuyết phục được rằng Russell sẽ trở thành người tốt nên Cable đã quyết định bắt cậu bé. Nhưng thay vào đó, Wes đã đỡ lấy viên đạn. Khi Wes chết, Russell hoàn toàn cảm động trước sự hy sinh của Wes và hứa rằng sẽ tốt hơn. Cable nhận ra dòng thời gian đã bị thay đổi và gia đình anh sẽ an toàn trong tương lai. Cable liền sử dụng thiết bị du hành thời gian của mình để quay trở lại và cứu mạng Wes. Wes sau đó sử dụng thiết bị du hành thời gian để quay trở lại cứu cả Vanessa và giết chết Deadpool trong quá khứ. Năm 2023, Wolverine từ năm 1973 thức dậy trong cơ thể năm 2023 của mình, phát hiện ra cuộc chiến với các Sentinel chưa bao giờ xảy ra và thế giới hiện giờ là một nơi tốt đẹp hơn rất nhiều. Năm 2026, những đứa trẻ trong dự án X-23 bao gồm Laura Kinney là đối tượng thí nghiệm của tiến sĩ Xander Rice. Năm 2028, Charles Xavier bị một cơn động kinh làm 600 người ở Westchester bị thương và giết chết một số thành viên của X-Men. Logan đã đưa ông đến Mexico để tâm trí của Charles không thể làm tổn thương bất kỳ ai khác. Năm 2029, thời điểm xảy ra sự kiện trong Logan, một số trẻ em của dự án X-23 trốn thoát với sự giúp đỡ của các y tá sau khi lệnh giết chúng được đưa ra. Những người vượt ngục dự định gặp nhau tại điểm được gọi là Eden. Logan đang làm việc lái xe limo, khả năng hồi phục của anh gần như là ngừng hoạt động và chính hợp chất adamantium trong cơ thể đang đầu độc anh từng ngày. Logan cuối cùng cũng đã gặp được Laura này. Cô bé được tiết lộ là con gái của Logan. Sau một cuộc chiến với băng nhóm truy đuổi, Logan, Charles và Laura bỏ chạy đến The Eden. Sau khi được một gia đình mời về ăn tối tại trang trại, họ đã bị tấn công bởi X-24, một bản sao trẻ hơn, mạnh hơn của Wolverine do Transition tạo ra. Trong cuộc chiến, toàn bộ gia đình của giáo sư X đều bị giết. Laura và Logan chạy thoát được nhưng Logan bị thương nặng. Nhận ra The Eden chỉ là một căn cứ đột biến khác, Logan đã uống thuyết thanh dị nhân để cùng Laura giết chết toàn bộ những kẻ săn đuổi. Anh dự định đưa Laura và những đứa trẻ khác đến Canada để trú ngụ. X-24 lúc này cũng bắt kịp và giết chết Logan, để rồi bị Laura giết với một viên đạn adamantium. Logan chết trong vòng tay của Laura, cô bé biến cây thánh giá trên mộ của Logan thành chữ X để tôn vinh người anh hùng cuối cùng của thế hệ X-Men. Cuộc hành trình vĩ đại kéo dài gần 2 thập kỷ của The Wolverine cũng chính thức kết thúc. Năm 2068, vợ và con gái của Cable bị giết bởi tên tội phạm đột biến Pfeiffer. Cable quyết định du hành ngược thời gian để ngăn chặn cái chết của họ và nhiều người khác bằng cách giết chết Pfeiffer trước khi hắn giết người lần đầu tiên vào năm 2018. Anh đã thành công và Pfeiffer không bao giờ trở thành nhân vật phản diện. Vì sử dụng yếu tố du hành thời gian nên với lượng phim lớn đến như vậy thì X-Men không thể không mắc phải những chi tiết vô lý đến lạ thường. Sau đây, chúng mình xin tổng hợp lại như sau. Trong X-Men,
Charles tuyên bố anh đã gặp Eric ở tuổi 17. Thế nhưng, trong First Class là lần đầu tiên hai người gặp nhau thì Charles đã 30 tuổi rồi. Phim cũng không có đề cập đến việc Charles và Mystique là anh em. Trong X-Men, Wolverine, Logan đã giải cứu những cậu nhóc bị bắt cóc khỏi cơ sở của Stryker. Có thể Logan không nhớ được mặt toàn bộ những cậu bé mà anh đã cứu, nhưng điều vô lý là Scott hay Cyclops lại không hề nhớ đến Wolverine khi gặp mặt sau này. Emma Frost là một đứa trẻ trong X-Men Origin, thế nhưng cô lại là người trưởng thành trong The First Class. Trong X-Men, lấy bối cảnh năm 2000, giáo sư X nói với Wolverine rằng đã 15 năm kể từ khi anh mất trí nhớ. Sự kiện mất trí này diễn ra sau khi Logan ăn đạn Adamantium trong X-Men Origin, tức năm 1979. Điều này cho thấy rằng các sự kiện của X-Men sẽ phải diễn ra vào năm 1994. Cũng trong X-Men, Charles không thể tìm ra cách mà Eric có thể ẩn mình khỏi Cerebro. Nhưng ông đã lần đầu tiên nhìn thấy chiếc mũ bảo trợ suy nghĩ trong First Class. Lỗi nổi tiếng nhất có lẽ thuộc về X-Men Days of Future Past. Logan do đối đầu với Ichiro nên đã mất bộ móng Adamantium và phải sử dụng móng vuốt bằng xương vào cuối The Wolverine năm 2015. Nhưng đến Days of Future Past, chúng lại bằng kim loại mà không vì lý do gì cả. Charles Xavier sinh năm 1932 và Eric sinh năm 1930. Tính tới thời điểm Dark Phoenix lấy bối cảnh năm 1992 thì hai người họ đã phải lần lượt 60 và 62 tuổi rồi, nhưng trông cả hai vẫn chẳng khác gì hồi 30 trong First Class cả. Các nhân vật khác cũng không hề có dấu hiệu già đi. Và đó cũng là toàn bộ những diễn biến chính mà vũ trụ dị nhân X-Men đã gửi đến cho người xem suốt những năm tháng qua. Những người hâm mộ trên toàn thế giới đã có vô vàn những giải thuyết cho đến cách đặt dòng thời gian khác nhau. Từ việc Logan thuộc dòng thời gian riêng cho đến giả thuyết 3 dòng thời gian để sửa tất cả các lỗi ở trên. Thế nhưng chúng mình tin rằng dù cho có nhiều lỗi vặt thì đây chính là dòng thời gian hợp lý và đỡ phức tạp nhất rồi. Và chắc các bạn cũng đặt dấu hỏi lớn khi chúng mình cho hai bộ phim Deadpool vào dòng thời gian của dị nhân, thì chúng mình xin giải thích như sau. Cái sự hay của Deadpool là việc không quan trọng nó nằm ở dòng thời gian nào. Trọng tâm ra đời của Deadpool là để châm biếm những thứ khác. Deadpool có thể thuộc dòng thời gian thay đổi sau Days of Future Past, có thể nó thuộc một dòng thời gian riêng biệt hoàn toàn, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến những sự kiện khác. Vậy tại sao khi chúng ta đã chứng kiến toàn bộ dàn cameo X-Men xuất hiện trong đó rồi thì lại không thể xếp Deadpool là một phần của X-Men? Tuy đã phải dừng lại khi mà Fox đã bị Disney thâu tóm, cũng như chất lượng các phần X-Men cứ thế giảm dần đều và đỉnh điểm là thất bại mang tên Dark Phoenix. Nhưng khi nhìn lại cuộc hành trình của Logan và các dị nhân, có lẽ chúng ta vẫn sẽ mãi nhớ nhung cho các nhân vật vốn đã là tuổi thơ của nhiều người. Nếu các bạn thích video này thì hãy để lại cho chúng mình một like và share nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào mà chúng mình ra mắt trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại. What's the way out?